kết hợp kỹ thuật tiên tiến của Đức và Nhật để cho ra đời dòng xe tải nhẹ, tải trung hoàn hảo hơn, kinh tế hơn, kiểu dáng đẹp, nội thất tiện nghi, động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, dùng công nghệ xe tải nặng để tối ưu hóa khung gầm, tăng khả năng tải trọng, linh kiện đồng bộ, bền bỉ, an toàn, phù hợp vận tải đường dài. Thaco Olin tiếp nối thành công. Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự 19 giờ ngày 6 tháng 2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Giao thông Hà Nội ngày đầu tiên hàng vạn sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trở lại thủ đô học tập. Cũng trong chiều nay thì Sở Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo và một số đơn vị họp bàn về việc đổi giờ học trên địa bàn thủ đô. Hàng vạn khách thập phương đã về với đền Trần Nam Định trong đêm khai ấn, không còn cảnh chen lấn tranh cướp ấn như mọi năm. Tái diễn nạn giải đinh trên các tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh giờ đây đã lan sang cả Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, gây nhiều bức xúc cho người đi đường. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Obama cho rằng Israel chưa có ý định tấn công phủ đầu Iran khi có những thông tin từ khu vực cho thấy một cuộc chiến đã cận kề. Thưa quý vị và các bạn, sau